Thưa quý vị, chiều nay 26 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật và trao huân chương lao động hạng nhì và hạng ba tặng học sinh đoạt giải các cuộc thi Olympic và Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2022. Năm học 2021-2022, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới, Ban tổ chức các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế các môn văn hóa trung học phổ thông và Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế quyết định tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đội tuyển Việt Nam đã đăng ký tham gia chủ yếu vào các hình thức trực tuyến, ngoại trừ kỳ thi Olympic Toán học và Sinh học Olympic Quốc tế. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic và Khoa học Kỹ thuật Quốc tế theo hình thức này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia, gồm một đoàn tin học tham dự Olympic khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một đoàn vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là toán, hóa học, sinh học, vật lý và tin học. Kết quả tất cả các học sinh tham dự đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 giải khuyến khích. Các đoàn học sinh của Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất, với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất. Kết quả kỳ thi Olympic và Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế năm 2022 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo, cô giáo và sự quan tâm chăm lo, động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể trong suốt quá trình học tập. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhì cho các em đoạt huy chương vàng và bằng khen của Thủ tướng cho các em đạt huy chương bạc và huy chương đồng trong cuộc thi Olympic 2022. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính phủ đã họp phiên thường kỳ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tại phiên họp, Chính phủ xem xét dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân và đề nghị xây dựng các luật, luật sửa đổi bổ sung luật các tổ chức tín dụng, luật căn cước công dân sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Chính phủ cũng nghe tờ trình tóm tắt dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, nghe báo cáo thẩm tra các luật, đề nghị xây dựng luật, đồng thời dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ các nội hàm, chỉnh sửa, bổ sung nội dung vào các dự thảo luật, đề nghị xây dựng luật. Sau khi lắng nghe các ý kiến của thành viên chính phủ về các chuyên đề xây dựng pháp luật nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, hoàn thiện các dự án, đề nghị xây dựng luật trình theo quy định. Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tích cực thực hiện chương trình công tác về xây dựng pháp luật còn lại của năm 2022, khẩn trương xây dựng, trình các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng, những văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ ra soát, tổng kết, đánh giá công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế năm 2022, khẩn trương xây dựng chương trình công tác thể chế của chính phủ cho năm 2023 và thời gian tới. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, sơ kết công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật năm 2022. Thủ tướng yêu cầu đánh giá cụ thể về 5 trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường vai trò người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, tập trung đầu tư nguồn lực, thu hút, nâng cao chất lượng nhân lực. Cùng với đó đánh giá cả hai mảng công tác, xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Đánh giá cả hai cái mảng công tác là xây dựng và hoàn thiện thể chế, rồi tổ chức thực thi pháp luật. Thì chúng ta cũng cần phải có một cái đánh giá nó đầy đủ, nó khách quan. Trên cơ sở đó chúng ta rút kinh nghiệm là những cái gì được ta phát huy, những cái gì chưa được thì chúng ta khắc phục. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh đến cái tuyên truyền chính sách. Hiện nay là các bộ, các ngành vẫn đang còn yếu cái này. Và các đồng chí thủ trưởng rồi bộ trưởng chưa thực sự quan tâm nhiều đến tuyên truyền cái chính sách, thì tôi đề nghị là các đồng chí dành thêm cái thời gian chỉ đạo các cái bộ phận có liên quan để các đồng chí đẩy mạnh cái truyền thông chính sách cho. Trên cơ sở đấy thì truyền thông chính sách là cả trước, trong, sau cái việc thực hiện thực thi pháp luật. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây dựng nghị quyết văn bản riêng về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật của chính phủ cho năm 2023 và thời gian tới, tránh việc phải ra nhiều văn bản, công điện, chỉ thị chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bảo đảm tiến độ chất lượng của chương trình, hạn chế việc điều chỉnh chương trình, ra soát, tổng hợp, hoàn thiện đề nghị chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội trước ngày 1 tháng 3 năm 2023 theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, với ý chí kiên cường, niềm tin sắt đá, nêu cao tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, quân và dân thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang nòng cốt là quân chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc B-52, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, siêu pháo đài bay B-52 thảm bại, không lực Mỹ phải chịu tổn thất nặng nề chưa từng có. Chiến thắng đã làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước và nhân loại tiến bộ, được thế giới biết đến với tên gọi Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, là kỳ tích có 102 mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ 20, bản hùng ca chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Đinh Tiến Dũng kêu gọi toàn đảng bộ, mỗi cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thủ đô tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, học tập và noi theo tấm gương kiên trung, bất khuất của các bậc tiền nhân, các thế hệ anh hùng liệt sĩ, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh, hiện đại, với tinh thần cả nước vì Hà Nội vì cả nước, góp phần làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước đó cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, dâng hương tại di tích Đài Tưởng niệm Khâm Thiên, quận Đống Đa. Cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, quân và dân Hà Nội đã cùng với quân và dân miền Bắc làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân với quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ. Cùng với chiến thắng vẻ vang đó, quân và dân thủ đô đã chịu nhiều tổn thất, hy sinh to lớn, trong đó phải kể đến những mất mát đau thương của người dân phố Khâm Thiên. Đài tưởng niệm Khâm Thiên, quận Đống Đa là nơi tưởng niệm đồng bào ở phố Khâm Thiên đã bị máy bay B-52 của đế quốc Mỹ ném bom giải thảm vào tối ngày 26 tháng 12 năm 1972. Đợt ném bom giải thảm này đã khiến 577 người dân vô tội chết và bị thương, phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác. Trong đó, 3 căn hộ liền nhau, số nhà 47, 49, 51 bị bom Mỹ đánh trúng và san bằng. Ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo, người lao động tại tỉnh Yên Bái. Đoàn đã chúc Tết tặng 300 xuất quà cho người có công và thân nhân người có công, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Chấn. Đoàn đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, 93 tuổi, trú tại thị trấn Nông Trường Trần Phú, có chồng và một con là liệt sĩ. Tại công ty cổ phần nhựa Châu Âu Yên Bái, đoàn đã chúc Tết và tặng quà 200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình rất vui mừng được gặp đồng bào và chứng kiến không khí náo nức chuẩn bị chào đón năm mới của bà con ở tỉnh Yên Bái. Đồng chí rất hoan nghênh tỉnh Yên Bái đã chủ động tổ chức các đoàn công tác đi thăm và tặng quà Tết tại các địa bàn trong tỉnh đối với các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố trí ngân sách tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo với 28.500 hộ. Hoan nghênh cách làm của huyện Văn Chấn đã thưởng cho 120 hộ dân tự nguyện làm đơn thoát nghèo, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Cần nhân rộng cách làm này ra toàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị, hội nghị tổng kết 3 năm thực thi hiệp định CPTPP với chủ đề Tận dụng ưu thế của người đi đầu do vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương và tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Các diễn giả đã đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đối với tăng trưởng kinh tế thương mại Việt Nam trong 3 năm qua, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp của Việt Nam trong quá trình tận dụng cơ hội từ Hiệp định, đặc biệt là khai thác hiệu quả thị trường mới của khu vực châu Mỹ. Đến quý 4 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường các nước CPTPP đã đạt 45,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang các nước đối tác thuộc châu Mỹ lần đầu có FTA với Việt Nam như Canada, Peru, Mexico cũng có kim ngạch tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đạt 88,1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 19,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng làm thủ tục qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Hơn một nửa trong số đó là hàng nông sản và hoa quả tươi. Tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang duy trì thông quan hàng hóa qua 5 cửa khẩu, gồm cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Phụ Cốc Nam và cửa khẩu Song Phương Chi Ma. Riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã có trên 26.000 tấn sầu riêng xuất khẩu được thông quan, chiếm trên 86% lượng sầu riêng của cả nước xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trong năm nay với kim ngạch gần 150 triệu đô la Mỹ. Dự báo lưu lượng xe thông quan tiếp tục tăng trong thời gian tới. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị liên quan đề nghị ngăn chặn xử lý hành vi vận chuyển hàng hóa trong thùng hàng tự chế, xả container gây tai nạn giao thông. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, theo phản ánh của một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng ô tô, hiện nay có tình trạng một số doanh nghiệp vận tải chở thùng hàng hóa được kẹp trì hải quan, giả container nhưng quá khổ giới hạn của phương tiện, lưu thông từ các khu bãi cạnh cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, Móng Cái Quảng Ninh, cảng Hải Phòng, đi vào nội địa bằng đường bộ đến cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình sang Lào và cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh sang Campuchia. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng nếu tình trạng này không được ngăn chặn kịp thời sẽ phát sinh những vấn đề thiếu minh bạch trong hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tại cửa khẩu, không thực hiện đúng quy định tại Hiệp định về vận tải đường bộ giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa quyết định thành lập tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, dự kiến từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2023. Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định. Ngoài ra, tổ công tác sẽ rà soát và đề xuất bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa. Để phục vụ cho việc triển khai khởi công dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu trong tháng 12 này sẽ đạt ít nhất 70% tiến độ. Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng thực hiện việc đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng với mục tiêu bồi thường thỏa đáng và có chính sách tốt nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng. Tại huyện Gio Linh, việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn khi đi qua khu vực rừng ma, nơi chôn cất người chết của đồng bào Vân Kiều. Theo phong tục của đồng bào dân tộc, đây là chốn linh thiêng bất khả xâm phạm. Thế nhưng sau quá trình tuyên truyền vận động, bà con nhân dân đã đồng thuận phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành cất bốc di rời 51 ngôi mộ được an táng trong khu rừng, đưa đến chôn cất ở vị trí khác theo đúng phong tục của địa phương. Từ trước tới nay, riêng người Vân Kiều là không bốc rời mồ mả khi đã chôn cất thì vĩnh viễn ở nơi đó. Nhưng mà hôm nay thì một cuộc cách mạng lớn, bà con rất hưởng ứng, phải di rời mồ mả đi đến địa điểm tập trung để đường cao tốc Bắc Nam sớm triển khai thực hiện. Dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài hơn 32 km. Thống kê có khoảng 477 hộ dân và 15 công trình công cộng bị ảnh hưởng phải di rời tái định cư. Tính đến ngày 20 tháng 12, đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã chi trả đền bù hỗ trợ cho các hộ dân để bàn giao mặt bằng hơn 18 km, đạt hơn 56%. Tuyến đường quốc gia của
của tỉnh, của huyện và của quốc gia, nên là gia đình đồng thuận cao và sẽ giải tỏa cái trong phần diện tích 5.000 một mét vuông này là trong 3-4 ngày là sẽ xong và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chúng tôi đã chủ động thu hồi một số cái diện tích đất như của lâm nghiệp Bến Hải, lâm nghiệp Đường Chín, công ty Cao Su, giải tỏa cái tài sản để xây dựng các cái khu tái định cư mới để người dân an tâm đến di dời đến cái khu ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Theo kế hoạch, đến 31 tháng 12, các địa phương sẽ bàn giao mặt bằng 25,6 km và giải ngân nguồn vốn khoảng 163 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn 194 tỷ đồng. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Trị cũng gấp rút triển khai công tác lập hồ sơ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân sau khi đã bàn giao mặt bằng đến nơi ở mới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tổng kết Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 126 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến nay đã giải ngân trên 45.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 1,7 lần so với dự tính ban đầu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Bộ đã chủ động thiết lập đường dây nóng với 6 số điện thoại để tiếp nhận giải đáp các nội dung chính sách, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của gần 25.000 cuộc gọi của người dân doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng có chuyên mục hỏi đáp về chính sách hỗ trợ, hồ sơ thủ tục. Cho đến nay, Bộ đã hỗ trợ 36,5 triệu người, 394.440 doanh nghiệp và hơn 508.000 hộ kinh doanh với tổng số tiền trên 45.665 tỷ đồng. Như vậy, số giải ngân thực tế gấp hơn 1,7 lần dự toán ban đầu. Hôm nay tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học công nghệ nổi bật cho năm 2022. Các lĩnh vực được bình chọn gồm cơ chế chính sách, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng và tôn vinh nhà khoa học. Năm 2022, sau hơn 2 năm bị tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế xã hội Việt Nam đã bước đầu thích nghi và dần hồi phục. Các hoạt động về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo cũng sôi động và có nhiều kết quả tích cực, đóng góp chung vào sự tạo đà hồi phục và tăng trưởng về mọi mặt của đất nước. Từ các đề cử của những thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tiến hành chấm điểm, bình chọn một cách công khai, dân chủ. Đây là năm thứ 17 hoạt động này được Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức với sự tham gia của hơn 40 phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Ngoài ra có sự thẩm định của các nhà khoa học uy tín. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết tính đến ngày 26 tháng 12, toàn thành phố Hà Nội có trên 4,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh. Để giúp người dân khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip được tiện lợi, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các sở y tế đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận làm thủ tục cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Hiện thành phố có 590 cơ sở khám chữa bệnh áp dụng căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh. Tại các cơ sở trên, người dân chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau đó, ứng dụng định danh điện tử quốc gia khi đi khám chữa bệnh mà không cần thẻ bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 26 tháng 12, toàn thành phố Hà Nội có trên 4,8 triệu người có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh. Trên thực tế, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ghi nhận 271.000 lượt người sử dụng. Cũng theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết ngày 26 tháng 12, toàn thành phố có hơn 7,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 256.000 người so với năm 2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,9% dân số, vượt chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Thưa quý vị, khám chữa bệnh từ xa hay còn gọi là telehealth trong 3 năm qua đã là khái niệm không còn quá xa lạ với nhiều người, nhất là người bệnh ở tuyến dưới. Từ việc khám chữa bệnh từ xa liên kết giữa các bệnh viện vệ tinh, đến nay, chương trình đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ người dân được thụ hưởng những lợi ích y tế, mà còn giúp các bác sĩ tuyến cơ sở tại các bệnh viện vệ tinh nâng cao được năng lực chuyên môn, qua đó thì tạo niềm tin về y tế cơ sở với người bệnh tại địa phương. Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viêng Chăn Lào là một trong những bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Trong suốt 3 năm tham gia chương trình khám chữa bệnh từ xa, thông qua mỗi buổi hội chẩn từ hai đầu cầu, hàng trăm bệnh nhân đã được điều trị khỏi tại viện mà không cần chuyển tuyến, trong đó không ít những ca khó.
Khi mà tiếp cận với các ca khó thì trước đó chúng em đã được các thầy cô hướng dẫn rồi và chúng em cũng đã nắm chắc chuyên môn, nắm chắc về lý thuyết. Như thế là chúng em cũng đã tiến hành tự tin để điều trị cho bệnh nhân. Và những ca bệnh đó thì cũng đã được điều trị tốt và bệnh nhân đã được ổn định. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. Chính vì vậy, những chuyên gia đầu ngành tham gia vào hội chẩn từ xa đều là các giảng viên y khoa. Vì vậy, mỗi buổi hội chẩn như thế này vừa hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân, vừa là những buổi giảng trực tuyến cho các bác sĩ. Qua đó, nâng cao chuyên môn cho các bác sĩ tuyến cơ sở. Sau 3 năm chương trình triển khai, không ít những bác sĩ đã được cải thiện trình độ, tự tin chẩn đoán điều trị các ca bệnh khó, mang lại cơ hội sống cao hơn cho người bệnh. Thứ nhất là về chẩn đoán tốt hơn, hiệu quả hơn, và cái hiệu quả điều trị thì những bệnh nhân như trước là đều phải chuyển xuống tuyến trên, ví dụ như kiểu Việt Đức, Bạch Mai hay Đại học Y Hà Nội hay là K3 Tân Triều, thì từ lúc triển khai là những bệnh nhân đó là bọn mình đã hội chẩn trực tuyến và điều trị tại ở tỉnh luôn. Cái hiệu quả điều trị ở Hà Giang mới ở những bệnh viện tuyến trên là tương đối xem nhau rồi. Chúng tôi thấy thực sự là có một cái sự chuyển biến rất lớn giữa các tuyến y tế. Những cái chuyển biến đấy là gì? Thứ nhất là cụ thể cho từng ca bệnh, và đặc biệt là những ca bệnh khó, thì bệnh nhân đã được hội chẩn trực tiếp với các chuyên gia ở tuyến trên, và qua đó thì có những cái hướng xử lý điều trị cho bệnh nhân và giảm cái tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên rất nhiều. Đấy là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai, đấy là qua quá trình hội chẩn thì các bác sĩ tuyến dưới trực tiếp được học, được trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, và nhờ đó thì năng lực chuyên môn của các bác sĩ tuyến dưới cũng được nâng rất nhiều. Ý nghĩa lớn nhất của khám chữa bệnh từ xa chính là giúp cho ngành y tế phát triển đồng bộ, dần xóa nhòa khoảng cách về ranh giới chuyên môn của các tuyến, từ đó mang lại quyền lợi thụ hưởng dịch vụ y tế ngày càng công bằng với người dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh, đồng thời khẳng định phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện. Học Bác, cấp ủy chính quyền xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh miền núi Cao Bằng đã luôn gần dân, sát dân, tìm tòi các giải pháp hướng dẫn bà con nông dân vượt khó vươn lên làm giàu. Đây là mô hình trồng dâu tây tại thôn Đào Quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Ở mô hình này, sự sát sao đồng hành của các bí thư chi bộ, khuyến nông viên không chỉ giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công, mà họ còn biết tập hợp sức mạnh, vận động người dân vùng cao tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, trở thành những nông dân hiện đại, thành thạo khoa học công nghệ, từng bước ổn định cuộc sống. Bí thư chi bộ lại các khuyến nông xóm vẫn xuống đây để hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân làm. Từ ngày thành lập hợp tác xã tôi vào làm, năm nay là năm thứ tư. Với những cải tiến của khoa học hiện đại như bây giờ thì trồng những cây này thu nhập sẽ cao hơn. Địa bàn của xóm thì cũng có hai cái mô hình, tức là thứ nhất là cái mô hình trồng dâu tây và trồng dưa lưới, trồng nho để tạo công ăn việc làm, là tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương. Còn đây là cơ sở sản xuất nấm hương Trúc Mai đã đi vào hoạt động nhiều năm nay, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động trong vùng. Cơ sở chúng tôi hiện tại thì rộng hơn 6.000 m2 và tạo công ăn việc làm cho được 11 lao động. Mức thu nhập trung bình thì là cũng khoảng 6 triệu một tháng. Sản phẩm ra đến đâu thì là tiêu thụ được hết đến đấy. Khách hàng người Nhật, người Hàn Quốc cũng có đến tham quan và tìm hiểu. Và sắp tới là sẽ đặt số lượng lớn để xuất khẩu đi. Lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng kinh tế hợp tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với những nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hưng Đạo đang từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp người dân nghèo nhanh chóng vươn lên làm giàu chính đáng. Phân công phụ trách các đồng chí là ủy viên ban chấp hành đến các xóm, xã, đến các xóm mà thực hiện các cái mô hình điểm, đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế. Đảng ủy thì cũng có ý kiến với thành phố là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái hộ trên địa bàn cũng như là các hợp tác xã trên địa bàn là vay các cái nguồn vốn có ưu đãi thấp nhất. Tuyên truyền vận động các hộ gia đình, thứ nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cái đất sản xuất mà không có thu nhập thì chuyển đổi sang cái loại giống cây trồng có năng suất hiệu quả cao hơn. Các cái mô hình tiêu biểu sản xuất trên địa bàn như là có sản xuất nấm hương, dâu tây và một số mô hình dưa lưới khác. Thu nhập chính của người dân trên địa bàn hiện nay khoảng từ 45 đến 47 triệu đồng trên đầu người.
nhìn rõ những khó khăn vất vả của người nông dân vùng cao để từ đó tìm giải pháp phù hợp, cùng đồng hành hướng dẫn nông dân từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, có công ăn việc làm ổn định từ nông nghiệp công nghệ cao. Đó là cách mà mỗi cán bộ đảng viên ở xã vùng cao Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đang học và làm theo lời Bác dạy, đem lại đời sống đầy đủ hơn về vật chất, vui hơn về tinh thần cho người nông dân. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.